Vâng, Imosai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay lại có một cái cảm xúc rất đặc biệt các bác ạ. Đấy, hiện tại Imosai đang có mặt ở tại Hải Dương, ngay đầu thành phố Hải Dương các bác nhé. Đấy, chưa lên đến tầng là Imosai thấy bóng dáng mấy cái tác phẩm mà ông anh Dài vừa mới tỉa, một số tác phẩm nội lực. Ui dồi. Ôi, em chào anh Ngọc Anh nhá, chào anh Giang nhá. Anh nhà tôi chào chú. Anh hai bác phải chào khán giả đã nhỉ. Chào, chào anh em chào khán giả trên kênh Thú Yên Một Sai. Dạ vâng. Anh em cũng vừa mới đáng nghe là xuống sớm chút nữa, anh em là muộn một chút rồi. Đấy là vừa mới đi ăn cơm và bây giờ Yên Một Sai mới dịp chia sẻ. Xin phép anh nhá, em chia sẻ một số tác phẩm anh nhá. Xin mời chú, cảm ơn chú. Không biết có cây nào rẻ không anh em nhỉ? Tao cây rẻ thôi. Hôm nay rồi tao cây rẻ. Đây các bác nhá. Thì đầu tiên là Imosai chia sẻ cái tổng thể. Đợt trước Imosai cũng chia sẻ khoảng tầm 2-3 cái cuốn video ở vườn anh Ngọc Anh rồi. Nhưng đợt này là vườn đang khá tốt thì Imosai sẽ quay một số cái phôi hoặc một số cái tác phẩm mà có thể là nhìn rõ thân. Thì hiện tại đây là một số cái tác phẩm, một số cái phôi, một số cái tác phẩm đang làm và hoàn thiện. Đây đây anh có tỉa 4 cây, nhưng mà Sai chia sẻ trong cuốn video này. Chắc chắn là cái cuốn video này là sẽ làm hài lòng tất cả quý khán giả. Đấy, mình phải vừa quay video vừa suýt để các bác biết đấy. Đây đầu tiên là cuốn video này, em Sai giới thiệu các bác là một cái gì nhỉ? Hiện tại đang là một cái cốt đấy. Thì chưa gọi là một tác phẩm. Đấy. Đây là xanh quê các bác nhé. Đây là ai đây không biết này. Đây mình chỉ ngó này thôi chứ mình chưa hiểu. Đây anh có thể là anh có tên là Thái anh nhỉ? Ồ thì đúng rồi, sao lại biết nhỉ? Ôi nhìn con quen. Ôi lại là một tác phẩm đồng tác giả hắn ơi. Đấy. Cái cây này thực ra nhà nhé, tôi biết là một cái ông là ông ấy ở Bắc Ninh. Ông tên là Yên, ông hay quay video. Ông ấy vừa giả giá 130 nhưng bị nắc đầu nguyên ngoài, tôi cũng không biết ông nào luôn. 130. Các bác nghe nói chuyện vui một chút thôi, nhưng mà thực sự là cái có cái lời lẽ hay tất cả những cái gì mà không phải này quý khán giả thông cảm nhé. Yên Một Sai tiếp tục chia sẻ. Thực ra đồ quý ai cũng thích mà. Đây. Cái này thực ra là nếu mà để mà anh em ở trong đam mê cây, đam mê dòng cây lùn lực mà nói chung là hầu như ai cũng biết cái này rồi. Chủ sở hữu hiện tại là anh Ngọc Anh Bonsai ở bên thành phố Hải Dương các bác nhé. Đấy. Đây, các bác để em chỉnh cái độ biến hóa kinh rồi. Chỉnh cái ghim một chút. Tốt luôn, không mình cắt rồi nó thay đổi. Cũng lâu lắm rồi. Thì em Bonsai mới được quay những cái tác phẩm mà nó thụ cây mà lùn nực mà nói chung là nó được cắt các bác nhé. Chứ đợt này là các bác là đang nuôi cây đang nhìn rất là khó. Đấy. Thì, cây nghe nó là cây cổ không phải gió cây quá. Đấy, Imosai quay gần một chút nhé. Cắt xong tháng trước, 3 tháng sau. Cái lối cây thì cũng được anh Ngọc Anh diễn giải rồi. Anh bảo là anh cây này anh làm theo lối tự nhiên. Cây của tôi và lối của tôi. Thực ra là mỗi người có một lối cây làm khác nhau các bác nhé. Không chỉ một tác phẩm ở đâu mà rất nhiều tác phẩm. Đấy, Imosai sẽ chia sẻ từ từ. Bắt đầu cô khá to quá nhá. Cái này thì Imosai là cũng rất là thích, cũng chia sẻ và thích, nhưng mà anh Ngọc Anh đang chinh phục các bác nhá. Chắc khoảng tầm 3 năm nữa. Nói chung đồ đẹp muốn chia sẻ cho anh em ngắm chứ em cũng không giấu. Đấy, tiếp theo các bác nhá. Tiếp theo là một trong những cái tác phẩm xanh mà rất là quý của anh Ngọc Anh. Tác phẩm này là một tác phẩm rất là quái, rất là đẹp các nhá. Nói chung là nó cũng không theo cái lối nào cả. Nhưng mà ý là thực ra là phải nói là rất là đẹp các nhá. Một trong những tác phẩm xanh rất là già các nhá. Cái này xanh quê anh nhỉ? Xanh quê. Một cây xanh rất đặc biệt. Thực ra là cây này thì lúc trước thì Imosai cũng chia sẻ với các bác rồi. Mùa hè là xanh quê là chính nhất. Kia là thằng quê em nhá. Đấy. Không phải cắt chặt mầm. Đợt này là anh ấy đang quy hoạch một cái vườn cà phê bonsai để cho anh em họp hành, nhưng mà đợt này là cây đang rất là chật, nhưng mà quay nó sẽ khó nhìn hơn. Nếu mà
Sau này mà có phông các bác nhé. Em chào chị nhá. Chồng chị tươi thế. Xúi xẻo ơi. Đây các bác nhé. Nói chung là như nhiều người với cả không riêng nhiều người và như riêng yêu sai đấy. Chơi cây lâu cũng chỉ muốn là sở hữu được một trong những cái tác phẩm đẹp như này thôi. Đấy, các bạn, bộ bông làm tàng. Phê quá các bạn ạ. Đấy. Tiếp theo chia sẻ thêm các bạn nhé. Đây, những cái tác phẩm mà phải nói là đây hiện tại là có 5 cây này, anh ấy vừa cắt xong yêu một sai chia sẻ cái cuốn video này. Ở đây vườn thì một số phôi yêu một sai chia sẻ từ từ. Nói chung là những cái tác phẩm nghệ thuật là anh em phải cảm nhận từ từ. Cuối video này thì em Imosai là sẽ đăng vào buổi tối các bác nhé. Đấy, nhất là vào buổi tối cái tầm mới 8 giờ rồi là tầm đấy là mà các bác có tí ngà ngà rồi ngắm cây là khả năng là đẹp đấy. Phê đó các bác nhé. Trong những cái tác phẩm vũ trụ. Ngắm từ trên xuống các bác ơi. Đây bộ. Hảo hơn. Đây em Imosai sẽ quay cùng quay. Vui quá các bạn. Đi chơi mà có đồ đẹp ngắm này rất là thích các bạn nhé. Phê quá. Một tác phẩm si dáng làng. Cái này chắc chỉ một người bê lặng các bạn nhé. Bỏ cái chân xuống. Đấy. Mình lớn rồi cơ mà đấy. Anh em rất là vui vẻ các bác nhé. Những cây này đẹp quá. Anh Thái đánh giá cây này được không anh? Anh nói thật với em nhé, có tiền cũng chẳng chắc đã mua ở đâu. Bao nhiêu mua? Vì có bán đâu mà mua. Vì anh em gọi anh tiền thì chưa nói đến tiền là nhiều ít, nhưng mà hỏi anh ấy bảo cứ từ từ đấy. Có được hay không? Anh bảo là được. Bảo là có mua được không? Chưa chắc đã mua được đâu. Rất nhiều cây, nói vui là thật đấy các bác nhé. Đây là một cái tác phẩm cũng là xanh quê các bác này. Tác phẩm này thì vừa rồi anh ấy mới cũng tỉa bông răm xuống này. Đấy. Chưa kịp làm, đang làm thì Thư Hồng Thư Thái đến. Đây các bác nhé. Nói chung là cái cách chọn đồ và cái lối làm của anh Ngọc Anh cũng rất là đặc biệt. Có rất nhiều các tác phẩm, đã có những cái tác phẩm mà đã đi thi đấu rồi. Đấy là một cái... 5 năm rồi đấy. Nói chung là nó là một cái điều mỗi của anh em trên cây. Nói chung những các bác sưu tầm đẳng cấp cấp cao hơn rồi Imosai không nói, nhưng ví dụ như Imosai rất mong có những cái tác phẩm như thế này. Cây cao lắm, cây dài lắm, cần thời gian. Tôi thích cái bệ của nó. Tôi về tôi cắt. Tiếp theo các bác nhá, tiếp theo Imosai chia sẻ một số cái phôi, một số cốt ở tại vườn. Một cái cốt xanh nằm điền. À đâu, đây là điền hạt chứ anh nhỉ? Điền đấy mà. Điền à? Sao có lá mỏng nhỉ? Nhìn nó như điền hạt. À thế à? Nếu em nhìn bảo lá điền nó nhìn lại tưởng bảo điền hạt nhưng không phải. Các bác nhá. Nhiều lúc là cây nó không đủ nắng nhìn nó cũng hơi khác một chút. Đây các bác nhá. Phải nói là cái cốt thì có vừa so với tầm tiền, quý so với vừa tầm tiền các bác nhá. Quá bác nhá. Đây Imosai sẽ chia sẻ thêm một số tác phẩm. Gì? Hello các bác kia. Đây các bác nhá. Đây là một cái cốt xanh năm điền các bác nhá. Cốt này phải nói là rất là đẹp các bạn. Nếu mà chơi dòng lùng được ai thích, cao chắc chỉ khoảng tầm 40 thôi. Cây này thì theo website là đánh giá thì trước ấy, mình nghĩ nó là cái cây long nhỏ đấy. Đây, cái phần long nhỏ mà trước cắt đi này thôi mà làm lại được cái tác phẩm mà lùn như này, sau làm được tác phẩm chắc chắn nó sẽ rất là quý rồi. Những cái to nhỏ mà làm lùn được mà nó đẹp đủ khẩu độ các bác nhá. Đấy, đây là một cây lùn được, nhưng mà những cái tay cành bông tán là sau là làm xong nó phân hết, nó không bị rụt rịt quá nhìn nó khó.
Đây. Cô đẹp quá. Đấy, một cái cốt xanh rất là lùn lực các bạn nhé. Ngoài ra còn nhiều lắm trong đây này các bạn này. Cốt đang tốt rồi đấy. Quay là khó, cốt nào mà không ấy thì em sai sẽ chia sẻ. Đấy, cái tác phẩm đằng xa kia thì quý các bạn xem thì có ở bên triển lãm Đông Anh rồi. Đấy. Một tác phẩm gọi là hoàn thiện nhất vườn này này các bạn này. Quá tuyệt vời, một cây chuẩn chỉ như này rất là khó tìm. Cây này sẽ có dịp nào kê gần xuống dưới đây thì cắt tỉa bông yêu bonsai chia sẻ nhé. Đợt trước là yêu bonsai chia sẻ rồi. Đấy, tranh thủ chia sẻ một số cái cốt này. Đây đây. Ngay dưới đây luôn là một cái cốt xanh quê các bạn nhé. Ui ôi. Đẹp quá các bạn. Cây sao lại lưu cục nhiều như này. Cây này là cái chất xanh quê rất đẹp các bạn nhé. Cái này là cái cây xanh quê thứ hai mà bonsai gặp mà nó kiểu nhiều lu như này. Ngoài nhà anh bonsai Tuấn Phương, anh Tuấn ở chùa ấy, có một cốt nó to hơn này, to gấp 4 lần này, nu cục đấy, thân pháp đẹp. Đây là cái cốt thứ hai mà bonsai gặp. Quay gần một chút này. Rất là quý các bạn nha. Nhỏ thôi nhưng rất là quý. Tổng thể đây. Nhiều lắm các bạn nhé. Một cái vườn nho nhỏ này thôi mà đã là cả một vấn đề rồi. Đây là một cây xanh dáng làng ba thân dáng làng. Giả quá các bác ạ. Tiếp theo là em sai chia sẻ một cái cốt gọi là rất là đặc biệt, một cái cốt xanh quê nhá. Nói chung là nếu mà để vào vườn của anh Ngọc Anh thì các bác ngắm xanh quê này nhiều. Đấy. Xanh quê những cái cốt quý, những cốt rất là đặc biệt. Đấy. Đây các anh. Cốt này thì các bác lên cân nhắc trước khi xem. Đấy. Là một cái cốt quý rất là đẹp, tuyệt vời này. Rất độc lạ các nhé, xanh quê mà như này. Phỉ quá, ôi trời. Nói chung là những cái cốt này chắc phải từ rất là lâu đời rồi. Để mới có những cái cốt xanh như này. Ui dồi ôi. Kinh điển, kinh khủng khiếp các bạn. Cây này là mặt bên trong kia nó hơi khuất nhưng mặt bên trong kia nó cũng như mặt bên ngoài luôn các bạn. Một trong những cốt xanh gọi là rất độc lạ, rất đẹp quá nhé. Đây đây, nhiều đồ quá các bạn. Quá nhiều đồ đẹp. Đây cũng là một cốt xanh quê này. Giả kinh khủng khiếp các bạn. Đấy, đang tốt. Vườn chật thì em bonsai không đứng gần được. Đây này, vướng những cái đôn này. Đây cũng là một tác phẩm trực này. Tác phẩm trực này thì đang được chủ nhân hoàn thiện các bạn nhé. Về quá. Cây mà được có những cái cốt bẹ đẹp như này, cốt bẹ cây quan trọng là nhất bẹ nhì thân. Ôi. Đẹp, phải nói rất đẹp, rất nhiều cảm xúc với các bạn ạ. Rất nhiều cây. Ôi, xanh này. Điền này các bạn nhá. Một tác phẩm xanh ngâm điền này. Cũng là một tác phẩm xanh ngâm điền ba thân. Đẹp quá. Đợt này đang tốt nhé. Nếu mà nó mà những tác phẩm này mà nó tỉa ra được như những cái tác phẩm mà đầu video thì yêu bonsai sẽ chia sẻ thật là kỹ, thật là đẹp để cho quý các bạn cùng ngắm. Nhưng mà những tác phẩm nào tốt thì yêu bonsai chia sẻ qua nhé. Đây là một cốt si, một cốt si rất nhiều đầu đấy. Cốt si này thì cũng đang được tạo tác, đang làm bông răm tương đối rồi, chắc chỉ khoảng tầm 5 nữa rồi là tương đối các bạn nhé. Nói chung là để mà kiếm một cái vườn nhỏ nhỏ mini, đợt này là cái chỗ cây cây là hơi chặt một chút các bạn nhé, nhiều lắm các bạn. Đây,
Tác phẩm này là tác phẩm ngày xưa hoàn thiện này, vừa rồi bác đã làm lại này. Nói chung là rất là nhiều quá nhé. Chỉ có một số cái tác phẩm hoàn thiện là Imosai quay, còn đâu là những cái cốt mà nó không được nhìn rõ là Imosai thì chia sẻ thôi quá nhé. Rồi. Giả, tinh đồ giả. Đấy, Imosai vừa rồi chia sẻ một chút cái vườn của anh Ngọc Anh quá nhé. Rất nhiều đồ đẹp. Các bác mà ngắm cây cứ về anh Ngọc Anh ở thành phố Hải Dương đó nhé, Ngọc Anh ngắm cây nhiều lắm, tinh cốt đẹp. Đây coi nhé. Nếu mà cắt được như những cái dàn cây này ra ấy, thì Imosai sẽ chia sẻ nó kỹ hơn, nhưng mà kia tốt quá mới gọi là không có chỗ đứng để chia sẻ góc cạnh. Cây to nuôi chậu to thì nó mới vẽ nhanh được, đồ vẽ như này. Đẹp quá. Em nói thật với anh, nếu mà tay em làm ra cây này, các anh giải em tiền trăm không bán đâu. Nó còn tùy thời điểm. Không phải em này. Em nghèo em đi vay. Cảm ơn các bác đã theo dõi Imosai chia sẻ nhé. Mà thực ra Imosai sẽ lấy là những cái cốt này làm cái diện. Thôi, chắc là em câu tình cảm nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi Imosai chia sẻ nhé. Cái cây giả dụ